Xin chào quý khán giả, trở lại với video mới nhất trên kênh của Lan Thang Vlog vào trưa nay. Có một thông tin bất ngờ, chưa được bên kia hé lộ ra nhà cô chú anh chị. Lâu nay thì chúng ta cứ thắc mắc là không biết khi nào tòa mới xử và sợ rằng sẽ kéo dài đến năm sau. Thế nhưng, bất ngờ thì trong đêm qua, khi mà chị Ve có lên livestream có một người ngồi bên cạnh chị Ve, đó là một cái bạn tên Hữu, ngồi kế bên và hé lộ ra một cái tin cũng khá là bất ngờ mà chúng em muốn cập nhật lên để khán giả cùng nhau nắm được nhà cô chú anh chị. Và mới đây nhất thì trên một cái hội nhóm họ có nghe được cái lời của bạn này và họ đã chia sẻ như sau. Nghe nói bên kia bảo rằng Thắng mùa xử hả mọi người. Tại sao tụi nó đã nắm lịch rồi mà bên nhóm của Hồng Loan chưa nghe được thông báo gì cả. Thôi xử lẹ đi chứ hóng dài cổ cũng mệt quá rồi. Thì đó là cái tin mới nhất mà chúng em vừa nhận được nha mọi người. Tức là phía bên kia họ nói rằng trong tháng 10 này, tức là tháng sau nha mọi người, tòa sẽ xử sơ thẩm cái vụ án. Thì không biết là phía bên Hồng Loan có nắm lịch được hay chưa. Hoặc là phía bên Hồng Loan đã nắm rồi nhưng mà chưa thông báo. Và cũng có thể đây là một cái chiêu trò họ tung quả mù nha mọi người. Cũng không biết được, cô chú anh chị. Nhưng mà chúng em thấy rằng hy vọng là tháng 10 này sẽ thật sự là có một phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra để mà chính thức khép lại cái drama nha mọi người. Và nhiều khán giả khi nghe tin này xong thì ai nấy cũng vô cùng mừng rỡ. Họ nói là họ sẽ rất hóng cái khoảnh khắc mẹ con của bà Sáu Bào phải qua nhà của Hồng Loan dọn đống rác của họ còn để lại mà dọn ra khỏi nhà số 5. Có nghĩa là khán giả họ mong chờ giây phút với bún bò đến dọn đồ nhà cả nhà. Chúng ta nói rất nhiều về cái chuyện là dọn đồ dọn tới dọn lui Nhưng đến giờ phút này họ vẫn đang chay y Và không muốn đem đồ đi khỏi nhà của Hồng Loan Cũng dễ hiểu thôi nha mọi người Bởi vì họ muốn rằng lúc nào đồ còn ở đó Tức là họ còn hy vọng để trở về nhà số 5 Nhưng mà chúng em nghĩ rằng điều đó là một cái mơ ước diễn dông của phía bún bò Còn hiện tại thì bây giờ pháp lý của Hồng Loan đã chiếm ưu thế và những cái việc như là sang tên giấy tờ nhà đất thì hồng loan cũng đã làm rồi thì như vậy cái việc bún bò trở về đó là một chuyện rất là mơ hồ nha mọi người và gần như là không thể họ chỉ muốn được để lại đó để mà cố tình gây khó cho hồng loan và cố tình dây dưa cù cưa cù nhằn để kéo dài cái vụ kiện này thế nhưng chúng em tin rằng không hề dễ như vậy đâu và nếu mà đúng như lời của họ nói trong tháng 10 này mà tòa xử thì coi như là cái giây phút bún bò đến nhà của Hồng Loan. Để mà dọn đồ thì nó cũng sắp cận kề rồi nha cô chú anh chị. Thì rất mong là phía bên Hồng Loan sẽ lên tiếng thông báo một lần nữa, xác nhận một lần nữa lại cái tin này để cho khán giả cùng nhau đón xem. Và chúng em thấy là nhiều người cũng đang hẹn nhau vào tháng 10 sẽ cùng đến nhà của Hồng Loan và chứng kiến giây phút mẹ con chị Ve phải cúi mặt lầm lỗi đến dọn đồ trong sự xấu hổ và phải nghe hai tiếng sao kê sao kê nha mọi người đúng là rất nhiều những tình tiết và những tin đồn bên đó họ tung ra thế nhưng mà không biết là có phải họ tung đúng hay không và phải chờ phía bên chị ni hoặc là luật sư tiết ngọc lên tiếng xác nhận lại nhạc cô chú anh chị rất mong là cái tin này sẽ là tin chính xác để khán giả cùng nhau đón xem một cái kết rất là có hậu cho hồng loan đó là Hồng Loan sẽ chiến thắng và giữ được tài sản của ba mình. Còn về phía bún bò thì họ phải lầm lỗi đến nhà của Hồng Loan khiên đi hết những đồ đạc còn sót lại của họ. Chúng em thấy rằng Hồng Loan bây giờ thì đã đóng gối kỹ rồi, để trước nhà rồi. Và bây giờ xe đến là khiên ra mà đem đi thôi. Và nếu bún bò có đến dọn đồ thì cũng chỉ bước vào tới cửa mà thôi nha cô chú anh chị. Chứ không được bước vào trong nhà đâu. Bởi vì hiện tại hồng lon đã để sẵn trước nhà rồi tới là khiêng ra và đi thôi thì chúng em nghĩ rằng hồng lon đã chuẩn bị rất kỹ cho cái ngày này rồi và hy vọng là sắp tới đây vào tháng 10, khi tòa xử thì coi như với bún bò chính thức không còn cái bóng nào ở nhà của hồng lon nhà cô chú anh chị thì đó là điều mà rất nhiều người đang mong chờ và đêm qua cũng có một chuyện khá là hay mà chúng em cũng muốn cập nhật trong clip này hôm qua thì bà tiên áo đã bất ngờ lên livestream nha cả nhà và trong phiên livestream này thì bà ta liên tục có những lời ai oán trách móc chị ve bởi vì bà ta cho rằng chị ve là một người vô ơn phản bội mặc dù là không nói thẳng nhưng bà tiên áo có dùng cái từ ai kia nha cả nhà ai kia thì chúng ta hiểu ngay là chị ve nha mọi người và đúng là một cái việc chị ve đã xác nhận hợp tác với người anh bàn thờ để tung ra những cái mv và quay những bài hát chung với nhau. Đặc biệt, chị Ve sẽ xuất hiện trong đêm nhạc của người anh bàn thờ vào ngày 6 tháng 10 sắp tới nha mọi người. Với danh xưng là khách mời đặc biệt trong đêm nhạc. Và cũng chính vì vậy mà bà Tiên Áo mới bước xúc và bà ta đã lên tru tréo. Không biết là bà ta đã đòi tiền được hay chưa? Và mình nghĩ là chưa nha mọi người. Bởi vì với một cái giọng điệu như vậy, một sự cay cú như vậy thì tức là bà ta đã chưa lấy lại được tiền cho nên là bà ta đã lên livestream và nói những cái điều bân quơ và chúng em nghĩ rằng bà Tiên Áo cũng không dễ dàng đối phó với chị Ve đâu bởi vì chị Ve là một người cũng rất là thủ đoạn và nhiều mô mô mà đưa tiền cho chúng ta rồi thì bây giờ tìm cách lấy lại cũng rất khó dù biết là bà Tiên Áo thì đang nắm trong tay rất nhiều những cái chứng cứ tiền gửi này kia nhưng không ăn thua đâu nha mọi người một người thì ở tận bên Mỹ còn một người thì tận Việt Nam thì làm sao mà nói được phải không cô chú anh chị và chúng em nghĩ rằng chị ve sẽ cù cưa cù nhằn tìm mọi cách để kéo dài thời gian và khiến cho bà tiên áo nản chí và cuối cùng là bỏ số tiền đó luôn để chị ve sẽ có được số tiền đó mà chị ta thì vẫn được anh bàn thờ kia hỗ trợ thì đúng là đây là một nước cờ cao tay của chị ve nhà cô chú anh chị thì đúng là bà tiên áo bây giờ đang ngậm trái đắng rồi đây là một bài học phải nói là nhãn tiền cho bà tiên áo khi mà bà ta giúp người mà không tìm hiểu kỹ rõ ràng cho nên bà tiên áo biết rằng chị ve là một người vô ơn chỉ biết sống cho mình thôi vậy mà vẫn tung tiền ra để giúp và bây giờ nhận về một cái sự phản bội một sự vô ơn từ chị ve như vậy thì đúng là tức nuốt không trôi nha mọi người cũng khá là thương cho bà tiên áo khi vừa tốn tiền tốn sức mà bây giờ lại không được cái gì cả và còn mang tiếng là bị đâm sau lưng này kia thì đúng là quá nhục nhã cho bà ta không biết là người anh bàn thờ khi nghe tin này xong thì có cảm giác đề phòng chị ve hay không bởi vì rõ ràng một người thân tiếc như bà tiên ngáo mà còn bị chị ve phản được thì người anh bàn thờ kia đâu có nghĩa lý gì phải không cô chú anh gì và chúng em nghĩ rằng là trong câu chuyện này thì cả hai bên anh bàn thờ và chị ve đều có chung một mục đích là cả hai cùng lợi dụng lẫn nhau để mà tẩy trắng thôi. Chứ thật sự không có một cảm tình nào đối với nhau đâu. Rõ ràng là như vậy. Bởi vì những con người mà người ta có tâm cơ từ đầu thì không bao giờ mà người ta nghĩ đến cái chuyện tình cảm hay là tình nghĩa gì đâu. Tất cả chỉ là lợi ích mà thôi. Họ chỉ lợi dụng nhau, cộng sinh vào nhau. Có lợi thì họ làm thôi. Và mình nghĩ trong câu chuyện này Hồng Loan cũng khá là lưu ý để đề phòng nhà cả nhà. Bởi vì không biết là hai con người này khi kết hợp lại với nhau thì sẽ làm những điều gì có bất lợi cho Hồng Loan hay không. Thì hy vọng là Hồng Loan sẽ phải có sự đề phòng nha mọi người. Thì trên đây là một số thông tin mà chúng em đưa lên vào trưa này. Bây giờ chúng em xin kết thúc video này tại đây và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.